Xin chào mọi người, đây hai bố con sẽ đi xem lưới thả hôm qua. Đây là sau nhà nhá, sau nhà của mình đây có một con suối rất đẹp. Đây là con gái 6 tuổi. Ê, xem dính mấy con nhá. Dạ. Biết có dính hay không. Rồi đấy, con suối đây, sau này sau nhà tầm 100 mét thôi, chắc không dính nhà. Kìa kìa, lưới thả kia mà không thấy lín dính, không thấy dính gì cả đấy. Cha tào eo. Đây là con suối nhà mình đây nha. Rồi con gái quay trên này cho bà, cầm đi, bà đi tháo thử con có mấy. Có mấy con không? Dạ. Một con cá lóc nha. Một con cá lư. Với một con. Trời đẹp nuôi dữ trời. Trời đẹp nuôi dữ trời. Buồn quá. Bên kia có cầu một cái. Con à. Đâu có một con đâu rồi. Một con đâu rồi. Đây. Đẹp không? Con được có một con thôi. Một con cá rô. Nhỏ nè, thấy chưa? Thấy. Ừ. Đây, đi đi. Wow. Đây khu này là căn nhà quá là mấy người hay đánh. Ngày mai bà tối nay bà với con đi thả dưới đây này. Đó, cá nhiều. Đó, dưới đây. Ui, bà. Ở đây khu đây là đây người ta mới làm cái túm cái thế này này. Bạn ở dưới bạn có thấy không? Cái đây là không phải có nha, đây là người ta làm túm đây. Để mà cá vào đó mới sau đó bao vây lưới rồi dỡ lại cái cục đá đó để bắt được cá nha. Và sau cũng là một phần là mọi người làm thế để mà thả lưới cũng có. Nên mình với con gái thả hôm qua là không dính. Thôi. Tối nay hôm nay lại ăn cơm chay rồi. Nhà gái nha. Rồi chào mọi người nha. Để ngày mai mình thả dưới đó rồi sẽ dính cá niêng, cá blum, cá lách nhé. Ừ. Vậy.